Chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin FVNC tối ngày hôm nay 15 tháng 7 và chúng ta đang đến với chuyên mục chuyên gia thị trường. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ông Nguyễn Thanh Lâm là trưởng phòng phân tích thuộc công ty chứng khoán Maybank Kim Anh. Xin chào anh Lâm. Chào Phi. Vâng. Thưa anh thì mấy ngày nay thì VNI liên tục vượt hết từ đỉnh này qua đỉnh khác và có lúc quay trở lại nhưng mà người ta đã bắt đầu nói đến đỉnh 700 điểm rồi người ta bắt đầu nói đến tự doanh của công ty chứng khoán, người ta nói đến đồng bảy tài chính vân vân mà quên dần đi là cái dự báo từ đầu năm là thị trường chứng khoán hôm nay có thể chỉ tăng từ 9-10%. Như vậy câu hỏi đầu tiên tôi muốn hỏi anh là anh nghĩ thế nào về cái triển vọng về bán tự doanh của công ty chứng khoán năm nay sẽ quay trở lại? Chắc chắn là sẽ là một cái kỳ vọng tốt hơn một chút, bởi vì chúng ta thấy với nhau rằng là từ đầu năm đến giờ thị trường tăng khá nhiều. Và trong một cái bối cảnh mà thị trường tăng tốt như vậy từ trong 6 tháng vừa qua thì có quyền để mà kỳ vọng rằng là bộ phận tự doanh của các công ty chứng khoán thì sẽ có một cái kết quả khởi sắc hơn nhiều so với lại năm 2014 và 2015 vừa qua. Và điều này thì cũng có thể là sẽ đóng góp một phần vào trong cái kết quả kinh doanh sắp tới đây của quý 2 các công ty chứng khoán sắp được công bố ra đây. Và có cơ sở nào để chúng ta tin là thanh khoản trong thời gian sắp tới sẽ cao hơn cái mức mà 3.800 tới 4.000 trong thời gian gần đây không ta? Và gần đây có một cái tin là có một tín hiệu nới lỏng cung tiền như những báo cáo kinh tế vĩ mô mà từ Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách mới đây có đề cập tới, thì anh nghĩ thế? Thật ra thì theo quan điểm cá nhân của tôi thì ngay cả cái việc mà giữ được cái mức thanh khoản 3.800-4.000 tỷ như là hiện tại bây giờ từ đây đến cuối năm cũng đã là một cái điểm cộng rất là lớn cho thị trường rồi. Phải thừa nhận với nhau rằng là thanh khoản của thị trường đặc biệt là trong một vài tháng trở lại đây thì rất là tốt và cho thấy rằng là cái ít nhất là cái mối quan tâm của nhà đầu tư dành cho thị trường chứng khoán đang tăng lên trở lại, và đi kèm với đó thì điểm số của thị trường cũng tăng. Như vậy thì trong cái kết quả báo cáo vừa rồi mà về mặt kinh tế vĩ mô thì chúng ta thấy rằng là GDP quý 2 của Việt Nam chúng ta thì có phần hơi thấp, và từ đó thì nó mới dẫn đến cái kỳ vọng mà vừa rồi thì chị cũng vừa mới có chia sẻ, đó là một số các cái chuyên gia thì họ cho rằng là có thể là trong hai quý còn lại của năm 2016 thì những cái chính sách kích cầu mạnh hơn sẽ được chính phủ đưa ra để mà với một cái mục tiêu rằng là sẽ đưa được cái chỉ số GDP, cái mức tăng trưởng kinh tế của chúng ta lên những cái mức cao hơn, ít nhất là đạt được cái chỉ tiêu đã đề ra hồi đầu năm 2016. Thì nếu như mà cái điều này nó thành sự thật thì nó cũng là một cái điểm cộng đối với lại thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta, bởi vì là thêm những cái chính sách kích cầu thì chắc chắn rằng là nói gì thì nói thì thị trường chứng khoán dù ít hay là nhiều thì cũng sẽ được hưởng lợi gián tiếp từ cái vấn đề này. Vâng, cảm ơn anh. Quay trở lại với câu chuyện về tự doanh của các công ty chứng khoán như anh có đề cập, thì có câu nói là nước trong quá thì không có cá, thì liệu có phải chăng là với cái tình hình hiện tại thì các cái mảng tự doanh của các công ty chứng khoán họ sẽ nhắm vào các sàn upcom nhiều hơn hay không, sàn upcom sẽ trở nên hấp dẫn hơn sàn niêm yết hay không? Cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là chắc là sàn upcom thì sẽ ngày càng ngày có thêm một cái vai trò lớn hơn so với lại trước đây, nhưng mà để kỳ vọng rằng là upcom thì sẽ vượt mặt hai cái sàn niêm yết chính của chúng ta và trở thành những cái nơi mà các bộ phận tự doanh họ mua vào nhiều nhất hoặc là họ giữ nhiều cái tỷ trọng trên cái sàn upcom nhất, thì tôi nghĩ rằng là nó cũng hơi có phần là nó hơi cao quá đối với lại cái kỳ vọng về cái sàn này. Vì nói gì thì nói thì chúng ta thấy rằng là cái hàng hóa xét về mặt chính quy nhất, xét về mặt gọi là đáng tin tưởng nhất thì nó vẫn sẽ rơi vào hai cái sàn niêm yết chính của chúng ta, đó là Hồ Chí Minh và Hà Nội. Và thêm vào đó thì chúng ta biết rằng là khi mà các bộ phận tự doanh hoặc là các quỹ đầu tư của các công ty chứng khoán hoặc là các quỹ họ giải ngân á, thì có rất là nhiều tiêu chí để mà họ phải cân nhắc. Trong đó thì cả về vấn đề yếu tố về thanh khoản, cái khả năng có thể là bán mua được cái cổ phiếu một cách dễ dàng cũng là một những cái tiêu chí mà chắc chắn là các bộ phận tự doanh cũng sẽ quan tâm. Như vậy thì với một cái mức thanh khoản cũng không phải là quá cao hiện tại bây giờ của upcom, cá biệt chỉ có chắc là cũng chỉ có khoảng 10 đến 20 cổ phiếu trên upcom là có một cái mức thanh khoản cao thôi, còn lại thì đa phần thì cái thanh khoản đều rất là thấp. Thì như vậy thì nó cũng là một cái trở lực nhất định cho cái việc là chúng ta các cái bộ phận tự doanh họ nắm giữ thêm các cái cổ phiếu trên sàn upcom này. Mặc dù vậy thì nói gì thì nói, tôi nghĩ rằng là cái vai trò của sàn upcom thì chắc là cũng sẽ dần dần tăng lên ở trong tương lai đây. Vâng. Còn nói đến đòn bẩy tài chính thì có vẻ như là danh sách các doanh nghiệp niêm yết mà nhà đầu tư được phép sử dụng margin có vẻ như đang dài thêm. Và các công ty chứng khoán cũng đang nới lỏng tỷ lệ margin hơn trước. Anh nghĩ sao về điều này? Thật ra thì về cái việc cung cấp margin trên thị trường thì chúng ta cũng có những cái luật và có những cái quy định rất là chặt chẽ từ phía Ủy ban chứng khoán và các sở. Cái việc mà cái danh sách này nó dài hơn thì nó đơn giản là bởi vì rằng có nhiều hơn các cái công ty đáp ứng được những cái tiêu chí này của sở và của ủy ban để mà được phép được cho phép các công ty chứng khoán cấp margin cho các cái cổ phiếu này. Và mà
trong một cái bối cảnh mà chúng ta thấy rằng là tình hình kinh tế đang tốt dần lên, thị trường chứng khoán thì nhìn chung khởi sắc hơn, các công ty làm ăn thì nhìn chung là cũng tốt hơn so với lại những năm trước, thì cái việc mà có thêm nhiều các công ty được đưa vào cái danh sách cung cấp margin, tôi nghĩ rằng cũng một cái điều không có gì gọi là quá bất ngờ. Còn về cái việc cái lượng sử dụng margin trên thị trường thì đó cũng là một cái vấn đề mà đang được nói đến rất là nhiều hiện tại bây giờ. Rõ ràng là với một cái bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam tốt ở trong 6 tháng vừa qua thì nhà đầu tư đang ngày càng mạnh dạn hơn trong cái việc đẩy mạnh sử dụng đồng bảy tài chính lên. Và cái điều này thì nó cũng dĩ nhiên ở một cái khía cạnh ngắn hạn nào đó nó cũng có thể tạo ra những cái rủi ro nhất định cho thị trường. Nhưng mà những cái con số thống kê cho đến thời điểm hiện tại bây giờ thì cũng cho thấy rằng là chưa đến mức để mà chúng ta phải quá quan ngại về cái vấn đề này. Vâng, còn theo quan sát của anh thì trong mấy ngày này cái sự hào hứng của nhà đầu tư trong việc sử dụng đồng bảy như thế nào ạ? Tôi nghĩ rằng là vẫn còn một cái mức rất là cao, bởi vì rằng là thực chất thì thị trường vẫn đang tăng khá nhiều, và cái mặc dù là có một vài phiên điều chỉnh một vài ngày trở lại đây, nhưng mà cái sự điều chỉnh thì nó vẫn ít hơn nhiều lắm so với lại cái mức tăng lên trước đó của chỉ số, và cái tâm lý kỳ vọng của nhà đầu tư thì vẫn còn khá lớn. Vì vậy cho nên rằng là cái lượng sử dụng margin thì dĩ nhiên chúng ta cũng chưa có những con số chính xác lắm cho cái vấn đề này, nhưng mà theo cái nhìn của tôi ấy, thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà nhà đầu tư vẫn đang sử dụng một cái lượng đồng bảy tài chính cao là cái điều đang có trong hiện tại bây giờ. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn anh rất nhiều. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa có cuộc trò chuyện cùng anh Nguyễn Thanh Lâm là trưởng phòng phân tích công ty chứng khoán Maybank Kim An xung quanh diễn biến thị trường chứng khoán là trong nước trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Và những thông tin vừa rồi cũng mang tính chất tham khảo đến từ chuyên gia chứng khoán, và chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ có được những thông tin bổ ích để có được những quyết định đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng quay trở lại với bản tin tối FBNC. Kính thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua những nội dung nổi bật đã được phát trong bản tin FVNC ngày hôm nay. Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, GDP năm 2016 này có thể chỉ tăng được 6%, lạm phát có thể sẽ tăng trở lại trong những tháng cuối năm do giá hàng hóa cơ bản trên thế giới hồi phục cùng với lộ trình một điều chỉnh một số mặt hàng trong nước. Cung tiền có thể tăng cao do tín dụng cần tăng trưởng 18-20%, trong khi chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến 2020 chưa đủ chi tiết, cần thêm thời gian để phối hợp giữa các bộ ngành. Báo cáo Kinh tế vĩ mô Việt Nam quý 2 từ Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cũng nhận định nếu cho huy động 500 tấn vàng trong dân sẽ khiến vàng có chức năng lưu thông tương tự như tiền, làm tăng hiện tượng đầu cơ vàng, thậm chí vàng hóa nền kinh tế. Bộ Thông tin và Truyền thông dự báo dịch vụ 4G có thể sẽ được cấp phép sớm hơn dự kiến, tức là vào khoảng cuối tháng 9 năm nay, tùy thuộc kết quả báo cáo thử nghiệm của các nhà mạng lên Cục Viễn thông. Trước đó thì dự báo các nhà mạng có thể được phép cung cấp dịch vụ 4G từ năm 2017. Ngân hàng Trung ương Anh đã làm thị trường thế giới bất ngờ khi quyết định giữ nguyên lãi suất, đồng thời tuyên bố phải đợi sau 3 tuần nữa mới có thể tung ra một loạt các biện pháp hỗ trợ kinh tế. Một vụ tấn công khủng bố bằng xe tải vừa diễn ra tại Pháp ngay trong ngày Quốc khánh 14 tháng 7, khiến khoảng 80 người đã thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Đây được xem là việc tồi tệ nhất trong lịch sử thành phố Nice của Pháp. Kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin FBNC ngày hôm nay 15 tháng 7, 2016 xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình cũng như tất cả các bản tin khác đã phát của kênh FBNC thông qua website fbnc.vn. Đến đây Phi Yến xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.